Và bây giờ qua vấn đề tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau duyệt ảnh với phần mềm Adobe Photoshop CS3. Thông thường để duyệt ảnh thì các bạn hay sử dụng phần mềm ACDC hoặc là phần mềm review có sẵn của Windows. Nhưng riêng đối với phiên bản từ 7 chấm trở về sau, luôn luôn tích hợp một cái phần mềm gọi là Browse của Photoshop. Nhưng riêng đặc biệt bản CS3 này, phần mềm Browse nó có những cải tiến đáng kể. Ngoài việc đẹp hơn, nó còn hiệu quả hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu nó bằng cách bạn nhấn vào nút Browse trên cửa sổ chúng ta. Browse. Thưa quý vị, trên màn hình quý vị đang thấy đây là cửa sổ Browse của Photoshop. Bây giờ bạn nhìn thấy cái phần body bên trong, cái phần bố trí nội dung của cửa sổ, bạn thấy nó giống như một trang web ảnh. Có nghĩa là cái giao diện nhìn rất là chuyên nghiệp, cái màu rất ấn tượng. Và chúng ta sẽ để một vài phút để tìm hiểu về cái phần mềm duyệt ảnh này tích hợp với Photoshop CS3. Bước đầu tiên, bạn hãy vào trong phần folder. Đây là phần thư mục, quản lý thư mục. Bạn hãy chọn vào một trong những thư mục hình có chứa ảnh bạn thấy đây. Thì những cái hình nhỏ ở dạng thumbnail nó sẽ được hiển thị phần content của cửa sổ. Bây giờ bạn muốn xem hình thì bạn chỉ cần click chuột vào cái hình này thì nó sẽ xuất hiện ở cái ô review bên cạnh. Bên đây bạn sẽ thấy xuất hiện ở đây. Chúng ta có thể tùy biến các cửa sổ này bằng cách bạn có thể thu nhỏ nó vô đây. Và bạn hãy chọn ảnh. Bạn thấy đây, nó xuất hiện trên đây. Và bây giờ bạn muốn xem nhiều ảnh thì bạn hãy chọn vào nút ship, bạn nhấn như thế này được 4 ảnh thì đây nó xuất hiện một lần 4 ảnh cho bạn thấy. Còn nếu như bạn chọn hai ảnh thì nó xuất hiện hai ảnh bằng nút control. Và bạn muốn xử lý ảnh này thì bạn chỉ cần nhấn nút chuột thì nó sẽ đẩy cái hình này vào trong phần mềm Photoshop CS3 cho bạn xử lý. Bạn coi, nó sẽ mở trực tiếp vào trong đây cho bạn xử lý ngay cái hình này. Còn nếu không, bạn hãy trở ra đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một số thao tác là đổi tên cho ảnh, xoay ảnh. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen với việc là đổi tên cho các ảnh. Bạn muốn đổi tên cho cái ảnh này, muốn đổi tên một ảnh, bạn chọn cái ảnh cần đổi tên, bạn nhấn phải chuột, bạn chọn lệnh rename và bạn đặt tên lại. Còn nếu trường hợp bạn muốn đổi tên cho toàn bộ những ảnh này thì bạn hãy bấm Ctrl A. Nó sẽ rất tiện lợi cho việc là chúng ta đổi tên thì các chỉ số phía sau tự động nó sẽ được gắn. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào nút là Tool Path Rename. Bạn hãy đặt tên vào phần ô thứ hai này. Bạn để vào đây chẳng hạn như là STS. Bạn thấy đây xuất hiện tên STS. Còn cái phần dấu gạch này là do chúng ta quy định, nếu không thì chúng ta bỏ đi. Ta nhấn Delete. Nó sẽ không có dấu gạch. Còn cái chỉ số này nó sẽ được tăng lên theo 2-3 chỉ số. Và ta nhấn Rename. Thì toàn bộ hình ta sẽ đổi là STS. Và thứ sau là từ 001 đến 0012, 13, 14, vân vân. Và chỉ số 12 này là chỉ số bắt đầu của các bạn hồi nãy. Bây giờ chúng ta hãy xem lại đây. Đây, chỉ số 12 này là do chúng ta đặt. Bây giờ chúng ta đặt từ chỉ số 1. Ta nhấn là số 1 đây. Thì bạn thấy nó từ là 001. Rồi bạn coi đây. Đó, từ 001 đến 002 và đến cuối hình cuối cùng 0011. Rồi bây giờ chúng ta muốn xoay một cái ảnh này. Để xoay cái ảnh này rất dễ, bạn cần chọn ảnh cần xoay, bằng nhấn phải chuột, bạn chọn nút rotate, lock quay hoặc là counter lock quay, nó ngược lại chiều cái đồng hồ. Bạn nhấn đây nó sẽ ngược lại chiều cái đồng hồ như thế này. Nó cùng chiều đồng hồ ở đây. Còn nếu bạn nhấn đây thì nó sẽ ngược chiều kim đồng hồ với màn hình này. Chúng ta nhấn như thế này thì là ngược chiều kim đồng hồ. Bây giờ muốn xoay nhiều ảnh một lúc thì chúng ta thể chọn như thế này. Chúng ta chọn như thế này. Hai ảnh thì bạn chọn ảnh này là 1, ảnh này là 2 chẳng hạn. Bạn cho nó xoay cùng một lúc. Đây, bạn nhấn chỗ này. Đó, nó cùng chiều kim đồng hồ hết. Đó là một số thao tác về duyệt ảnh của phần mềm Browse.